CVO Limited 2021 giá chỉ từ 2 tỷ 2 đã xuất hiện tại dealer Harley-Davidson, là một trong những mẫu xe đẳng cấp nhất của nhà Harley-Davidson, được trang bị động cơ Milwaukee-Eight 117 cubic inch cùng với toàn bộ tinh hoa công nghệ đến từ nhà Harley, khiến đây trở thành một trong những siêu xe trong làng xe hai bánh. Và trong năm 2021 này thì Harley-Davidson đã bổ sung thêm phối màu Bronze Armor, một phối màu cực kỳ lịch lãm, sang trọng và tinh tế. Thật nói không ngoa khi CVO Limited 2021 chính là huyền thoại, là dấu ấn, là đẳng cấp của nhà Harley-Davidson trong quá trình nhiều năm sản xuất xe mô tô. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.